Tại nhiều địa phương, sau khi thu hoạch xong vụ lúa mùa, các hộ nông dân thường bỏ ruộng không trồng cây vụ đông. Sẵn có nghề trồng hoa, lại tiếc đất ruộng của bà con bỏ không. Anh Đào Văn Quyên ở đội 8 thôn 4 xã Đại Hưng huyện Quế Châu đã mượn gần 5 hecta ruộng cấy lúa của bà con để đưa giống hoa lê ơn đỏ Pháp vào trồng. Sau 3 tháng vụ đông thử nghiệm, cánh đồng hoa của anh Quyên đã cho thu lãi gần 2 tỷ đồng và giúp cho hàng trăm hộ dân nơi đây có việc làm thu nhập cao. Hiện gia đình anh Quyên đang tập trung thu hoạch 5 hecta dơn để cung ứng cho các cửa hàng phục vụ Tết. Đây là mô hình trồng hoa dơn nhiều nhất tỉnh. Bà Dương Thị Liễu có 1,2 sào ruộng đã cho anh Quyên mượn để trồng hoa. Trước đây từng hoài nghi về cách làm của anh, nhưng sau khi thấy được hiệu quả thực tế mà anh Quyên đem lại cho bà con địa phương, bà và các hộ nông dân rất phấn khởi. Chúng tôi chỉ có cấy lúa thôi, còn vụ đông thì cho mượn ruộng là để cháu trồng vụ đông này, nếu mà được thì sang năm chúng cháu lại làm, là nay mai làm xong là bác ấy cày bừa giả. Anh cho biết bản thân đã có 10 năm đến với nghề hoa Đà Lạt, vì thế anh muốn đưa loại cây trồng này về phát triển trên diện rộng tại địa phương. Ưu điểm hoa sơn trồng không quá vất vả, chỉ cần chú ý đến thời gian bón phân, tưới nước, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sương mai. Sau 3 tháng trồng hoa cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện với giá bán buôn từ 4.000 đến 5.000 đồng một cành, trung bình mỗi sào hoa trừ mọi chi phí còn lãi khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cây lúa. Trong cái thời gian vụ hết vụ cấy của năm là hai vụ thì cái thời gian cây vụ đông người ta bỏ lãng phí đất nhiều quá. Cho nên là ở đây là em đưa cái giống cây hoa dơn này về trồng thí điểm, muốn là có phát triển về cái cây trồng tại địa phương mình đây. Mong muốn bà con ở đây cũng ủng hộ vì cái đợt này là cái đợt đầu tiên đưa vào thì bà con cũng còn có những cái sự hoài nghi về cái giống cây trồng của mình, nhưng mà khi mình đã thử nghiệm đến ngày hôm nay rồi bà con đã tin tưởng. Sau khi áp dụng thành công vào đồng đất tại địa phương, anh Quyên có ý tưởng muốn quy tụ các hộ có ruộng mở rộng khoảng 50 hecta để trồng hoa dơn. Anh Quyên sẽ là người hướng dẫn kỹ thuật và giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. Có thể thấy mô hình sản xuất hoa dơn của gia đình anh Đào Văn Quyên là rất hiệu quả. Tuy nhiên, muốn phát triển bền vững thì chính quyền địa phương cần quy hoạch phát triển tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, người dân cần áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, các tiến bộ mới vào sản xuất và nâng cao chất lượng hoa để tăng sức cạnh tranh, từng bước tạo dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường.